Hôm nay mình sẽ ươm hạt giống hoa hướng dương nha anh em. Đây là hướng dương đơn cao nha. Đây hạt của nó nè. Đây mình ngâm ấm nước ấm đó nha. Là nó nghĩa là 3 phần 3 một nóng ba lạnh hay gì đó, mình quên mất tiêu rồi. Nhưng nước ấm ấm thôi, mình để cái tay vô là ấm ấm là được ha. Sau đó mình bỏ hạt vô ngâm khoảng 4 5 tiếng, 5 6 tiếng không sao hết trơn á. Đó. Mình ngâm bữa hổm là 5 6 tiếng rồi. Cái mình đem ra mình ủ nè. Ủ này là được này là được hôm qua. Mình ngâm hôm qua ha. Mình ngâm hồi tối hồi trưa hôm qua. Rồi sau đó chiều tối là mình ủ. Mình vớt ra, mình ủ ha. Vớt khô ráo luôn nha, mình ủ. Mình bỏ vô cái miếng vải á. Cái mình chắc nước cho nó ráo ráo nha, sau đó mình ủ và tới chiều. Bữa nay là hình như là mình ủ mình lúc 10 giờ 11 giờ trưa chiều hôm qua, cái sáng hôm qua. Trưa cho 11 giờ trưa hôm qua đi. Mình tới chiều khoảng 5 4 5 giờ đó, 4 giờ mình vớt ra. Mình ủ. Ủ tới giờ là nó nảy mầm như thế này nè. Đây nè. Quá trời mầm luôn thấy không? Dữ lắm, nhiều luôn. Cái này là mình có thể là mình gieo xuống trực tiếp hoặc là mình ủ nha. Cái đây là giá thể của mình nè. Sẽ trộn đây nè. Đây là cái nền. Đây là cái nền xi măng nha. Thôi anh em nói là cái nền xi măng rồi nè. Ươm hạt giống được nha. Nhưng đảm bảo anh em đây cái nền xi măng nha. Mình đã ươm hạt giống đây nè, thấy không? Nó lên rất là đều luôn. Đó. Bây giờ mình đã lấy mình ươm hết cái này rồi. Đó, còn cái lớp cho ở dưới. Cái lớp chấu ở dưới, lớp cho ở trên nha. Đây mình sẽ sẵn nói cho anh em luôn là cái cách mà mình ươm hạt giống mà dưới cái nền xi măng là cho nằm trên, chấu nằm dưới. Có nghĩa là khoảng 2 cm hoặc là khoảng 1 cm cũng được nữa. 1 cm khoảng lóng tay đó. Hơn lóng tay nha. À, mình để lớp cho, lớp chấu ở dưới là khoảng lóng tay. Sau đó là lớp cho ở trên là khoảng lóng tay trên nữa hoặc là nhiều hơn nha. Một lóng tay trở lên hoặc là 2 lóng tay càng tốt nha. Thứ nhất là nếu mà cái mùa nắng á, là mình để lớp cho ở dưới là để cho cách nhiệt nha, nó không có nóng, giữ thoát nước tốt. Mình tưới cho nó thoát nước tốt ha, mưa thì mưa cũng gì nữa. Rồi sau đó là mình ươm hạt giống ở trên thôi đó, như cái giá thể bên kia ha. Là chấu nằm trên, y chấu nằm dưới, cho nằm trên thấy không? Vậy là cái lớp mà mình lấy ra rồi lớp cho rồi đó, còn chấu nè thấy không? Lớp chấu nằm dưới mình cào lên nè. Thấy không? Anh thấy không? Đây nè. Này. Đây nè không? Đó, một lớp dưới luôn, một lớp 2 lóng tay chấu vậy. Còn cho lớp chín mỏng thôi. Cây này được khoảng 20 ngày nha, tại vì mình ươm mà không có kịp trồng á nên là cây nó hơi xấu nha. Cây bên ngoài này đẹp nè, thấy không? Cây sẽ cao như thế này đó. Đó, đẹp thấy không? Không có gì hết, tại vì là cái khúc này á thì nó mới sao mà nó bữa hổm mình tưới phân á, mình không kịp trồng mình tưới phân á, nó gì nè đó. Cây tốt, rất là tốt nha anh em. Anh em lớp chấu, anh em cứ bỏ lớp chấu ở dưới rồi lớp cho ở trên, rồi sau đó mình ươm hạt lên là xong vậy ha. Bây giờ mình sẽ ươm hạt giống này.